tôi là xưa ở một nơi đồng quê bát ngát, nhà kia có hai chị em cần được cha đặt là tâm cảm từ thua ấu thơ tấm đã mơ về hơi ấm tay mẹ, sẽ có ngày tấm thân này em dưa thoát về nơi ấm êm. Xin đưa chúng ra đường cô ta cũng thương mình thương thay cho thân phận đời cô tấm vui chơi hay xa nhà sống chơi hay la cả không quan tâm ai trời ơi con cá nhờ tấm lấy hết cả con một mình cắm mắt ôm chuyến không về nhà tấm mới chớ lo hạnh phúc sẽ đến với người thật thà. Oh.